Thường những bạn data nghĩa sẽ là những bạn kiểu có kết quả học tập được cái đó rất là xuất sắc, bạn kiểu carry cái mindset đó vào cái công việc này kia rồi của mình luôn. Và nghĩa nó là một trong những cái first mistake mà các bạn sẽ mắc khi mà đi làm con đường data của mình. Nhưng mọi người nhìn thấy cuốn sách giáo khoa mọi người học nhạc, mọi người nhìn cái ngày này được từ năm 2010 mấy chẳng hạn, và kiểu over time mọi người vẫn học đúng cuốn sách đó, nó không thay đổi. Thì khi mình học một cái thứ mà nó không thay đổi, rất là nhiều thời gian mình ngồi mình học nó. Nhưng mà khi mà mình làm trong môi trường thực tế mà mình tập trung chính xác quá thì bị một cái này. Hello các bạn. Như các bạn đã biết hoặc chưa biết, nào giờ kênh của mình chia sẻ những kiến thức về ứng dụng lập trình. Thì trong quá trình mà mình chia sẻ những video về ứng dụng lập trình thì mình đã nhận được rất là nhiều câu hỏi về việc làm sao mà bạn có thể ứng tuyển cho các vị trí trong ngành công nghệ, và cụ thể là ở những bạn sinh viên hoặc là mới vừa tốt nghiệp, hoặc là các bạn kiểu đi làm 2-3 năm xong tự nhiên thấy sai, thậm chí là ở những anh chị có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong một cái lĩnh vực khác và hiện giờ muốn tìm hiểu thêm về ngành công nghệ. Thì bản thân mình cũng là một người đã trải qua cái quá trình đó và mình biết là nó rất là nhiều thử thách. Tại vì sao? Có rất là nhiều những cái thông tin mà bạn có thể tìm được thì bạn sẽ không chắc là cái nào là lùa gà, cái nào là chính thống để mà tin tưởng và làm theo những cái thông tin đó. Và có rất là nhiều những cái nhóm kỹ năng cả cứng lẫn mềm mà nhiều khi là bạn chưa từng được biết đến hoặc chưa từng được qua luôn. Hồi sinh viên thì học một công một bằng hai, xong đến khi mà đi tìm việc thì người ta sẽ hỏi khoảng cách từ trái đất cho đến mặt trời. Ok, thì coi như là Sukarna đi rồi, mình chấp nhận là mình sẽ học những kiến thức đó luôn. Thì bạn nên học cái nào trước, cái nào sau cho nó tối ưu. Thì nói tóm lại là cái quá trình đó. Thì đó cũng là lý do mình muốn launch cái podcast series trò chuyện cùng những hiring manager đến từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Hàng đầu Việt Nam. Thì mục tiêu là để thứ nhất là cung cấp được cái nguồn thông tin uy tín cho các bạn. Thứ hai là debunk những cái myth trong ngành công nghệ mà nhiều khi nếu bạn tin và làm theo những cái myth đó, thì có thể là nhiều khi bạn sẽ không đạt được kết quả. Và thêm nữa là podcast sẽ chia sẻ những hidden insights, có nghĩa là những cái thông tin mà từ chính miệng nhà tuyển dụng nói ra là đó là cái mà họ cần. Vậy nên nếu mà các bạn không muốn bỏ lỡ những thông tin cực kỳ giật gân mà mình sẽ chia sẻ trong podcast series này thì các bạn biết phải làm gì rồi đó. Và bây giờ thì mình hãy bắt đầu video. Dạ, đầu tiên là cảm ơn anh Huy đã dành thời gian để tham gia buổi podcast ngày hôm nay. Thì chắc là trước khi bắt đầu thì em nhờ anh Huy giới thiệu tí xíu bản thân mình được không ạ? Hello mọi người, mình tên là Huy. Hiện tại là mình đang công tác tại công ty thương mại điện tử Shopee với vị trí là Head of Business Intelligence. Mình có 7 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành data. Rất vui được gặp mọi người trong podcast ngày hôm nay. Thì cái lý do mà em mời anh Huy tham gia buổi podcast ngày hôm nay á, là tại vì em có vô tình được biết đến background của anh Huy. Là hồi trước khi mà anh Huy làm data ở Shopee á, thì anh Huy cũng có một thời gian làm marketing. Và thậm chí cái lúc mà anh Huy đi học đại học thì cũng không phải là học về data. Thì không biết là anh Huy có thể chia sẻ được một tí xíu cái cơ duyên nào khiến anh Huy đổi từ marketing sang data, và cái quá trình đó nó đã diễn ra như thế nào được không ạ? Anh nghĩ thì cũng giống như là nhiều bạn sinh viên chúng mới ra trường, thì chắc là câu hỏi lớn nhất các bạn đều gặp đều sẽ là ok, mình sẽ phù hợp với ngành gì bây giờ, liệu ngành gì mình sẽ yêu thích, tìm mình tìm được đam mê của mình như thế nào. Thì cho bản thân anh thì để tìm kiếm câu trả lời cho cái câu hỏi là what is your passion, thì anh sẽ để cho bản thân mình thử rất là nhiều cái ngành khác nhau. Thì cũng cơ duyên là từ thời sinh viên thì anh có được đậu một cái cuộc thi. Thì thì khi anh đậu một cái cuộc thi đó thì phía công ty tổ chức ra cái cuộc thi có offer cho anh một cái vị trí intern, thì anh có thể chọn bất cứ phòng ban nào mà anh thích. Thì với cái background của mình, anh học về ngành finance thì anh có thể hoàn toàn làm cái ngành finance trở lại rất là dễ dàng. Nhưng mà thời đó thì mình cũng đi theo trend là ngành marketing là cái ngành nó hot nhất. Thì sau khi mà mình làm cái ngành marketing thì mình cũng biết được là mình không phù hợp với những cái ngành hơi sáng tạo một cách hơi feeling based này kia đồ nhiều quá, mà nó hơi mình phù hợp với những cái ngành logic này kia đồ nhiều hơn. Thật ra cái cơ duyên đưa anh tới cái ngành data nó cũng có một phần đến từ phía cái kinh nghiệm mình làm marketing. Thì thời đó khi mà anh intern ở vị trí công việc của mình thì mình có trong một phòng marketing sẽ có nhiều phòng ban khác nhau. Thì ngoài những cái bộ phận branding truyền thống không làm về số liệu gì mấy thì cũng có một phòng ban liên quan tới data này kia, đồ như là phòng digital marketing. Thì thời đó anh cũng làm nhiệm vụ, chứ nó đơn giản lắm, chỉ là mình đi công ty booking quảng cáo ở những cái trang web nhất định, thì anh chỉ lên những cái trang web đó, anh coi xem là cái ad của công ty có được placement đúng vị trí như cái đó hay không. Rồi xong vô tình là ngoài việc coi những cái ad placement đó thì bên phía agency họ cũng gửi lại những cái report rất là nhiều số liệu này kia đồ mở lên. Cái xong anh hỏi ok, sếp anh cái số liệu đó làm là gì, anh cũng khá là interest. Họ có những cái chỉ số, rồi xong KPI, rất là nhiều những cái thuật ngữ khác nhau. Thì anh cũng tò mò tìm hiểu thử, thì anh thấy thì ra là mấy cái data này kia đó nó cũng khá là nhiều trong những cái ngành xung quanh, và anh nghĩ nó cũng khá là useful. Thì anh nghĩ đó là cái bén duyên anh về cái tìm hiểu về cái ngành data. Thì khi tìm hiểu về cái ngành data này kia đồ sâu hơn thì anh biết tới cái ngành data scientist. Thì
mình đọc mình cũng thấy khá là thú vị. Thì thường mình background về mặt kinh tế nhưng mà mình cũng có đam mê về technical. Tự nhiên mình thấy một cái ngành kiểu nó vừa technical này, mình vừa business này, mình vừa cả communication, lại còn có thể kiểu make big impact trong cái company nữa. Thì mình thấy mê quá, mình thử. Rồi xong mình đọc thêm, ok, làm cách nào để trở thành được một data scientist. Thì thường hồi đó có hai path. Một là mình sẽ phải kiểu nghỉ đi làm, mình đi học lại master hay là mình học PhD. Cái path thứ hai là mình đi học, mình đi làm data analyst. Sau đó mình transition dần dần qua data scientist. Thì thường anh mình chọn cái path nó dễ hơn, thì mình đi làm data analyst trước chứ học PhD này kia đâu, thì hơi lâu quá. Tại vừa mới ra trường xong là bắt lại trường học thêm 5 năm nữa. Khi mà mình chọn cái ngành làm data, đầu tiên là mình cũng sẽ không kiếm công ty mới ngay, mà mình xin internal transfer trước. Mình nhìn phía trong công ty hiện tại của mình đang intern thì xem có một cái vị trí nào mà nó dùng dữ liệu này cái độ nhiều hơn hay không. Thì mình xin chuyển từ phòng ban marketing mình qua cái phòng supply chain. Thì qua phòng ban mới mình cũng được sử dụng dữ liệu này cái độ nhiều hơn thật. Nhưng do đặc thù về cái ngành mà mình làm việc thì nó thuộc về cái ngành sản xuất, thì những cái dữ liệu này cái độ nó không có được nhiều như những cái ngành tech như mà mình thấy bây giờ. Nên trong quá trình mình làm việc thì mặc dù mình được làm với data mà rất là thích, nhưng mà phần lớn thời gian mình sẽ spend vào cái phần là mình đi collect data, cũng như mình ngồi clean data từ những cái nguồn, rất là nhiều cái nguồn khác nhau, mà đa phần những cái nguồn thứ cấp như cái đồ là nhiều. Thì mình biết mình cũng thích làm việc với data đó, nhưng mà ngồi mình clean data cả ngày thì mình cũng không vui lắm. Thế là mình cũng muốn kiếm một cái công việc mới, nó sẽ có nhiều data có sẵn hơn để mình ngồi phân tích, cũng đồng thời cái môi trường của công ty sản xuất nó cũng sẽ không, mình cũng thấy nó hơi chậm so với cái nhịp độ này kia của mình mong muốn. Thì mình cũng muốn kiếm một cái công ty khác nó phù hợp hơn. Thì mình nhìn xung quanh thì sẽ có một vài cái ngành mà cái nhu cầu dữ liệu này kia được nhiều, và những cái ngành fintech này và những cái ngành như thương mại điện tử, thì mình cũng bắt đầu explore hai cái ngành đó. Và cũng một phần cơ duyên là thời đó thì cũng mình cũng join khá là nhiều group Facebook này kia đồ khác nhau. Thì thời đó vô tình là mình đọc một cái bài đăng tuyển dụng về data analyst ở công ty Shopee, cái công ty hiện tại của mình, thì mình cũng apply thử thôi. Rồi cũng may mắn là mình pass được interview đó, và xong mình công tác tới tận bây giờ. Dạ ok, thì em được biết là anh Huy cũng là một trong những gọi là nhân viên đầu tiên của Shopee khi mà Shopee mới bắt đầu đến Việt Nam. Thì hồi đó anh Huy có nói một cái ý khá là hay mà em muốn follow up thêm, đó là anh Huy thấy là đi làm thì nó dễ hơn là đi học, quay trở lại trường đi học, tại mình có hai cái path thì anh Huy đã chọn là đi làm thử. Nhưng mà ví dụ như với một cái người mà mình chưa từng có background làm về dữ liệu, hoặc là lúc mà đi học trên trường mình cũng không có học về dữ liệu đó, thì làm sao để anh có thể nhanh nhanh chóng hoặc là ngay lập tức anh tìm được cái công việc? Anh nghĩ hiện tại thì cái ngành data nghĩa là một cái ngành nó cũng đang khá là hot trend, thì chắc là nhiều bạn cũng sẽ muốn interest về cái ngành data này. Thật ra anh nghĩ để mà gia nhập vào cái ngành data nó cũng vừa khó nó cũng vừa dễ. Dễ một cái là hiện tại bạn hoàn toàn có thể kiếm trên internet rất là nhiều những cái khóa học này kia đồ khác nhau. Các bạn học trong vòng kiểu 3 tháng là đã có một cái những cái kỹ năng cơ bản để làm cho công việc này, và xong các bạn kiểu bắt đầu apply. Thì nhưng mà anh nghĩ nó chỉ anh nghĩ cái phần khó nhất trong cái data là nó cần rất là nhiều kỹ năng khác nhau. Thường mà những cái mọi người đang học bên ngoài thường những kỹ năng gọi là kiểu technical, những cái kỹ năng xử lý dữ liệu thô này kia đồ thôi. Mọi người tưởng tượng một cái ví dụ đơn giản, mọi người để làm một bạn data analyst giống như là mình làm một cái thợ điêu khắc làm nghề, mình điêu khắc là những cái tác phẩm vậy. Thì đa phần những cái khóa học mà mọi người đang có nó đa phần là mình học sử dụng công cụ này kia đồ nhiều hơn. Còn những phần khác kiểu như là từ mình từ ý tưởng và cách mình translate cái ý tưởng nó thành những cái tác phẩm này kia đồ như thế nào, anh nghĩ nó là một trong những kỹ năng nó quan trọng hơn, nhưng hiện tại nó đang không được cover những cái đồ nhiều. Thì theo anh thì, nhưng mà một phần nữa thì cho những cái vị trí mà tuyển entry level data thì cái form background anh cũng sẽ không yêu cầu quá nhiều, tại vì to be fair thì hiện tại là trong cái các trường đại học Việt Nam, anh nghĩ cái ngành data nó cũng còn khá là mới và cũng không có nhiều trường đào tạo này kia được về cái ngành này. Nên từ phía anh từ phía người tuyển dụng thì thường mình cũng sẽ không có yêu cầu quá nhiều gọi là cái formal background liên quan tới ngành data, nhưng thường là mình sẽ tìm kiếm những bạn mà gọi là có dành rất là nhiều thời gian nghiên cứu về cái ngành này, để mình biết là bạn có thể kiểu có một cái commitment long term khi mà đi được với cái ngành này lâu dài. Ta nghĩ cái ngành data nhìn bên ngoài cũng rất là hào nhoáng, nhưng anh nghĩ bên trong cũng như những cái ngành nào khác cũng sẽ có những cái vấn đề cũng như những cái challenge này cái đúng nhất định, mà khi mà một bạn thực sự gọi là có đam mê mới có thể đi đi cùng mình trong một cái giai đoạn đường dài được. Thì thường một bạn mà gọi là có thể thể hiện được một cái đam mê với cái ngành, anh nghĩ là bạn sẽ dành rất là nhiều thời gian để mà tự học về những cái ngành này. Bạn hiểu được là ok, vai trò của một bạn data analyst là gì, những cái năng cần thiết để mà mình làm được cái công việc data analyst tốt,
và dành những cái thời gian để mà kiểu pick up từng cái skill set, những cái đồ riêng lẻ, và có một cái background có thể không directly liên quan tới data nhưng mà có thể liên quan đến cái ngành mà nó thiên về kiểu tính toán một chút xíu, như là kiểu tài chính này, hoặc là những ngành như kiểu statistics hoặc là kiểu computer science, những cái đồ. Nên nghĩ nó cũng là một cái điểm khởi đầu tốt để mà các bạn có thể kiểu bắt đầu được con ngành data. Dạ ok, dạ em cảm ơn anh. Thì hồi nãy anh có nói cái ý là ngành data nhiều khi nhìn bên ngoài thấy nó hào nhoáng vậy đó, nhưng mà bên trong nó có những cái nó khó khăn riêng. Thì không biết là anh có thể chia sẻ một tí xíu cái gì mà anh cảm thấy là một cái sự hay bị hiểu lầm về ngành data. Anh nghĩ cái thường sự hiểu lầm nhiều nhất mọi người hay gặp tới ngành data là khi mình làm data đúng không? Thì vô mình sẽ đưa recommendation, và những anh chị kiểu manager, senior manager 5-10 năm kinh nghiệm sẽ nghe theo cái advice này kia đồ của mình. Anh nghĩ nó là cái khoảng cách rất là cool mà rất là nhiều các bạn kiểu expect khi mà bước chân vào cái ngành data này. Nhưng nếu mà mọi người dùng common sense, mọi người suy nghĩ lại một chút thì ok, tại sao một người đã làm trong cái ngành đó rất là nhiều năm, 5-10 năm kinh nghiệm rồi, và họ đã đạt được tới những vị trí rất là senior, chứng tỏ họ là một trong những người rất là giỏi nhất cái ngành đó, thì là tại sao họ lại phải nghe một bạn data analyst mà gọi là mới chập chững vào công ty được khoảng vài tháng advice cho họ là nên làm như thế nào? Thì nghĩ nó sẽ là cái mà nhiều bạn sẽ khá là surprise khi mà bước vào công việc thực tế. Anh nghĩ còn một cái nữa là cái thời gian mà mình làm việc với dữ liệu, thường thì mọi người sẽ nghĩ là phần lớn thời gian mình sẽ ngồi mình nhìn những cái report, còn tự nhiên có một cái insight này kia đồ nó rất là thú vị, và sau mình đi communicate ra mọi người đều sẽ wow này kia đồ gì hết. Nhưng thật ra anh nghĩ phần lớn thời gian khi mà mình làm data thì mình sẽ phải dành rất là nhiều thời gian mình ngồi mình làm việc, mình trích xuất data thô từ những cái hệ thống của mình, cũng như mình collect từ những cái nguồn thứ cấp khác nhau, thì nó cũng sẽ tốn rất là nhiều thời gian cái phần đó. Và quá trình cái tìm kiếm insight này nó cũng không phải kiểu như một cái eureka moment là mình đang ngồi trong phòng tắm tìm cái đèn nó sáng lên là mình có một cái insight ngay, mà nó đến từ việc mình gọi là mình nhìn rất những cái data này kiểu rất là nhiều, rồi xong mình quan sát nó hàng ngày, xem từng những cái biến động nhỏ, và mình sẽ phải đi nói chuyện với các bạn bên phía business để xem những cái hoạt động này kia đồ của họ là gì, và từ đó mình recheck này kia đồ lại với những cái thực tế diễn ra trong data. Tức là cái quá trình này, cái quá trình những cái insight nó sẽ khá là take time consuming, và nó sẽ là một cái kiểu mà mình đi kiểu lựa đầu của đó, mình nhặt từng cái nhỏ và mình connect mọi thứ lại với nhau, chứ sẽ không có một cái kiểu big insight nó nằm sẵn, chỉ cần mình kiểu lấy được data mình nhìn vào cái tự nhiên nó sẽ ra ngay. Dạ ok. Dạ thì anh Huy đã làm trong ngành data cũng khoảng được 7 năm rồi. Và thì trong cái quá trình mà anh làm á, thì không biết là anh có thể chia sẻ những cái khoảnh khắc mà anh cần phải đánh đổi giữa tốc độ thực thi của doanh nghiệp so với lại cái độ chính xác của data, và làm sao để anh cân bằng được giữa hai cái đó. Về cái tốc độ và sự chính xác thì anh nghĩ là thì thời khi mới bắt đầu làm việc thì thường mình là kiểu, anh nghĩ đa phần các bạn mình sẽ là một người cầu toàn. Thì khi mình học đại học người ta đánh giá mình là mình cố gắng mình làm một cái bài test điểm càng cao càng tốt. Còn thời gian thì gần như sinh viên mà mình rất là nhiều thời gian, kiểu thầy cô cho assignment này, cái đồ mình có tầm một tuần này, cái đồ mình mới làm. Thì mình cũng là một, và thường những bạn data nghĩa sẽ là những bạn kiểu có kết quả học tập cái đồ rất là xuất sắc, nên các bạn cũng sẽ rất là cầu toàn, kiểu muốn là những analysis của mình kiểu được hoàn thành một cách rất là hiệu quả và điểm rất là cao. Và anh nghĩ rất là nhiều bạn kiểu carry cái mindset đó vào cái công việc này kia rồi của mình luôn. Và anh nghĩ nó là một trong những cái first mistake mà các bạn sẽ make khi mà đi làm con đường data của mình. Thì với kinh nghiệm của anh thì cái trong mà cái business thì anh nghĩ cái tốc độ nó sẽ quan trọng hơn cái độ chính xác khá là nhiều lần. Thì mọi người biết một cái business nó là một cái gọi là vật thể, gọi là nó biến đổi không ngừng, nó là một cái dynamic object thay vì là một cái static object mà mình, như mà những cái môn học này kia đồ mình học ở trong trường. Nhưng mọi người nhìn thấy cuốn sách giáo khoa mọi người học chẳng hạn, mọi người nhìn cái ngày nó được in ra, nó từ năm 2010 mấy chẳng hạn, là một cái thời gian rất là lâu rồi, và kiểu over time mọi người vẫn học đúng một cuốn sách đó, nó không thay đổi. Thì khi mình học một cái thứ mà nó không thay đổi chẳng hạn thì nó rất là dễ, mình rất là nhiều thời gian mình ngồi mình học nó, mình phải kiểu học rất là chính xác. Nhưng mà khi mà mình làm trong môi trường thực tế thì cái business của mình nó thay đổi như cái đồ không ngừng, và khi mà một cái thứ mà mình thay đổi không ngừng mà mình tập trung chính xác quá thì bị một cái là cái chính xác của mình nó chỉ mang tính thời điểm đó, nó chỉ đúng một thời điểm đó, nhưng mà khi mà cái thời điểm khác nó không còn đúng nữa rồi thì những cái insight, những cái ý tưởng của mình làm anh lại cái value nó bị giảm đi rất là nhiều. Vì thế theo cái kinh nghiệm của anh thì trong cái môi trường thực tế thì mình sẽ prioritize cái tốc độ hơn cái chính xác cái đồ rất là nhiều. Ví dụ là mình có thời gian một tuần chẳng hạn, mình giải được một bài toán ở mức độ 9 điểm thì sẽ không bằng là mình giải được 7 bài toán, 5 bài toán ở mức độ kiểu tầm 7 điểm thôi. Dạ ok, dạ đó là ý rất là hay. Thì nếu vậy thì anh có thể chia sẻ một tí xíu là cái gì khiến anh cảm thấy hào hứng và excited nhất về cái ngành phân tích dữ liệu, mà cụ thể là ở trong lĩnh vực e-commerce?
Anh nghĩ cái hay nhất là thường thì khi mà mình anh nghĩ chắc là các bạn cũng sẽ như anh, thường khi mà mình hỏi một công việc nào mọi người sẽ thấy hứng thú, mọi người sẽ thấy là mọi người luôn luôn trả lời là một công việc không lặp đi lặp lại. Thì anh nghĩ cái ngành data chính là cái ngành mà dành cho bạn, tức là khi mà mình làm việc với trong cái ngành dữ liệu. Thì nhiều là anh nói cái đối tượng cái ngành kinh doanh của mình thì là cái ngành thương mại điện tử, nói chung, nói riêng, và những cái ngành trong ngành tech này kia đồ nói chung là một cái ngành nó thay đổi này kia đồ hàng ngày. Thì một với một cái ngành mà thay đổi này kia đồ nhanh như vậy thì gần như là những cái công việc mình làm nó cũng sẽ thay đổi rất là nhiều. Ví dụ như cùng mình cùng làm một cái vị trí đó, bản thân mình không có kiểu nhận thêm cái scope hay cái đồ gì nào khác, nhưng chỉ cần cái công ty của mình nó phát triển kiểu nhanh gấp đôi thôi là tự nhiên công việc mình nó khác hẳn ngay. Thì anh nghĩ cái mà nó motivate anh khá là nhiều là cái những cái challenge mà mình gặp nó sẽ đổi mới hàng ngày, mình sẽ không có bị chán bởi những công việc lặp đi lặp lại này cái đồ quá là nhiều. Dạ ok. Dạ thì nếu vậy với cái tốc độ phát triển và cái scope công việc nó sẽ thay đổi liên tục như vậy á, thì làm sao để anh có thể giữ cho mình gọi là luôn cập nhật được những kiến thức mới? Cái đó anh nghĩ thì mình sẽ phải mình phải phân ra cái thời gian của mình, tức là mình sẽ có những cái thời gian để mình làm những công việc gọi là nó urgent nhưng mà nó kiểu maybe là nó quan trọng trong thời điểm hiện tại, nhưng mà về mặt dài hạn thì mình sẽ có nó sẽ có những cái mình cần quan tâm hơn. Tại vì cái mà anh thấy thường gặp là mình sẽ bị dễ bị cuốn theo những công việc gọi là urgent, thì khi mà nó urgent tự nhiên bản chất là mình nghĩ nó là quan trọng ngay, nhưng đôi khi có những cái thứ nó urgent nó không phải là nó quan trọng, và chiều ngược lại có những cái công việc nó not urgent nhưng đôi khi nó rất là quan trọng. Và anh sẽ luôn luôn block một cái thời gian trong cái calendar của anh là anh dành một ngày đâu đó khoảng tầm 30 phút để anh làm những công việc mà nó không có quá là urgent đó. Ví dụ như là mình lên mạng mình đọc article, hay là mình lướt kiểu Twitter mình coi xem các cập nhật tech với các ngành mới như thế nào, hay là mình lên mình coi Medium xem là có cái trend hay là cái công cụ như cái đồ nào mới liên quan tới cái ngành của mình hay không. Và một cái nữa anh nghĩ là cái phần networking, tức là mình cũng đi trao đổi, mình nói chuyện với những người làm việc này kia đồ trong ngành, có thể bên trong công ty mình hoặc là kiểu bên ngoài, để xem là mình có bị miss out cái trend này kia đồ gì hay không. Dạ ok. Vậy thì em thấy cái phần cái scope mà not urgent nhưng mà but important á, là anh dành cũng tương đối thời gian dành cho nó, và em thấy hầu như anh dedicate vào cái việc là mình sẽ học một cái gì đó hoặc là cập nhật cái thông tin mới. Thì không biết là bây giờ anh đang học cái gì á. Thì anh nghĩ chắc là những bạn mà interest in tech thì anh nghĩ chắc là hai cái keyword này cũng khá là phổ biến rồi, chính là AI. Thì gần đây mọi người cũng thấy là những cái ứng dụng như ChatGPT này kia rồi nó cũng khá là phổ biến, và rất là nhiều những cái đột phá trong cái ngành này trong thời gian gần đây. Thì mình cũng là một người rất là thích technical thì mình cũng không thể nào đứng ngoài cái guồng này được. Thì thời gian gần đây anh cũng có học một vài khóa liên quan tới AI về xây dựng những cái application sử dụng OpenAI API để ứng dụng vào cái công việc hàng ngày này kia được cũng. Dạ cool. Nếu vậy thì sẵn tiện anh nhắc tới AI á, thì em sẽ muốn hỏi luôn là thì anh thấy là với sự gọi là với sự ra đời và phổ biến của ChatGPT như hiện giờ, thì anh có thể nhìn thấy hoặc là dự đoán được cái ngành analytics nó sẽ đi như thế nào không? Và cụ thể là ở trong job market, tức là trong thị trường lao động, thì nó sẽ chuyển biến như thế nào? Hiện tại thì theo cái view của anh về cái ngành về cái impact của AI lên cái ngành data analytics thì anh nghĩ nó sẽ giúp cho các bạn data analyst sẽ productive hơn rất là nhiều. Tức là nếu mà người nhìn vào cái công việc data, anh nghĩ sẽ có ba cái câu hỏi lớn là thứ nhất là what question to answer. Cái thứ hai là kiểu how to get the data to answer the questions. Cái thứ ba là kiểu what insight we can conclude from the data. Thì cái AI anh nghĩ nó sẽ giúp mình rất là mạnh ở cái phần thứ hai, tức là how to get the data. Còn hai cái câu hỏi còn lại anh nghĩ nó vẫn sẽ là rất là depend rất là nhiều về mặt human. Thì và nhưng mà một cái may của mình là trong ba câu hỏi đó thì thường cái câu hỏi thứ hai là tốn của mình nhiều thời gian nhất. Như em hỏi bất cứ các bạn data analyst nào thì thường phần lớn thời gian họ là họ tốn thời gian để họ get data, họ clean data này kia là nhiều. Và với cái sự support của AI anh nghĩ trong giai đoạn sắp tới thì những cái productivity này kia đó của các bạn data này kia sẽ tăng lên rất là nhiều. Những cái công việc liên quan tới reporting này, những công việc liên quan tới kiểu mình ad hoc data extraction sẽ được improve significant với cái sự support của phía AI. Thì anh nghĩ đó là cái big impact của cái AI trong cái ngành data của mình. Còn những cái phần gọi là AI tự phân tích thì anh nghĩ so far hiện tại nó gọi là những cái demo nhỏ ở cái tập dataset hoặc là những cái context này kia đồ đơn giản thôi. Còn trong cái production này kia đồ cụ thể với cái context phức tạp thì anh vẫn chưa thấy một cái success case nào nó quá significant cả. Nhưng mà về cái phần gọi là lấy data này kia đồ nhanh hơn
Thành nghĩ AI nó sẽ kiểu có một cái big impact này kia đồ trong cái ngành trong một khoảng thời gian ngắn. Ừ, dạ. Thì anh nói một cái ý em thấy rất là hay, đó là đâu đó AI sẽ giúp mình trả lời giải quyết được cái phần số 2, là cái phần nó cũng tương đối mất thời gian, là làm sao để lấy được data để trả lời cái câu hỏi đó. Nhưng mà cái phần số 1 là cái phần mà con người vẫn phải involve vào, là mình sẽ trả lời câu hỏi gì với data. Thì không biết là ví dụ như với một bạn mà theo em hiểu là mới ra trường á, thì làm sao mà bạn có thể xác định được cái câu hỏi, gọi là sao ta, làm sao để có được những cái kỹ năng để đạt được, gọi là để có thể giải quyết được cái câu hỏi số 1? Tin buồn cho bạn là với một bạn mới ra trường thì anh nghĩ rất là khó để có thể kiểu tự trả lời được câu hỏi 1. Nhưng cũng một cái tin vui đồng thời là không có, anh nghĩ sẽ không có một bạn manager nào kiểu đặt quá áp lực, expect là một bạn mới ra trường sẽ phải trả lời được câu hỏi đó. Thì để trả lời được câu hỏi 1, anh nghĩ cái nó sẽ cần gọi là thời gian và kinh nghiệm. Thì mình sẽ bước đầu, một bạn mới ra trường thì anh nghĩ phần lớn thời gian các bạn sẽ nên gọi là mình quan sát xem là các bạn có kinh nghiệm những cái đồ nhiều hơn trong team đang làm gì, và hiểu được gọi là các why, tại sao họ làm như vậy, thay vì chỉ đơn thuần là biết họ làm A, làm B, làm C, mà mình phải nhìn kỹ vì hay là tại sao họ lại làm những cái công việc đó. Thì khi mà mình có một cái câu trả lời nó rõ ràng và chi tiết về những cái thứ nhỏ nhỏ như vậy, mình tích lũy dần qua thời gian thì mình sẽ hiểu rõ hơn về cái business này kia đồ của mình khá là nhiều. Và như một cái nữa là mình cũng sẽ phải kiểu spend time đi nói chuyện với các bạn business này kia đồ của mình nhiều hơn, để hiểu được những cái rationale behind là tại sao họ làm những cái công việc như vậy. Họ kiểu anh nghĩ là over time, khi mà mình kiểu rồi mình tích lũy kiến thức này kia đồ đủ thì mình sẽ có một cái gọi là cái judgment nó tốt hơn về cái những cái câu hỏi nào nó nên trả lời, những câu hỏi nào không. Dạ ok. Thì em không biết là ví dụ như với sự gọi là sao, là với sự phổ biến của ChatGPT như vậy á, thì anh đang tìm kiếm, anh sẽ tìm kiếm những cái kỹ năng nào hoặc là những cái tố chất nào khi mà anh tuyển dụng một bạn làm data, mà cụ thể là những bạn mà chưa có nhiều kinh nghiệm trong ngành này? Thì như hồi nãy anh nói, với cái ChatGPT thì những cái công việc gọi là trích xuất dữ liệu, xử lý data nó sẽ rất là dễ dàng rồi. Thì cái anh nghĩ là cái barrier về mặt technical trong cho cái ngành data này nó sẽ không còn cao như ngày xưa nữa. Thì mình cũng sẽ anh nghĩ nó vẫn sẽ là một kỹ năng quan trọng, nhưng mình vẫn sẽ để nó ở cái mức gọi là kiểu less important hơn những kỹ năng khác. Và như anh nói, sẽ có cái bước 1 và cái bước 3, là cái bước là mình đặt câu hỏi và cái bước là mình kiểu reasoning, mình đọc được cái insight này, cái đồ từ cái data của mình, là gần như AI rất là khó để thay thế. Thì anh sẽ tập trung tìm kiếm những bạn có cái kỹ năng có thể làm được cái kỹ năng 1 và bước 1 và bước 3. Anh thường hay gọi kỹ năng là analytical thinking và cái kỹ năng problem solving. Tức là anh nghĩ trước một cái bài toán thì mình sẽ có rất là nhiều cách mình giải quyết nó. Nhưng mà một bạn là có cái analytical thinking tốt thì bạn ấy có thể kiểu come up với một cái gọi là data driven solution cho bất kỳ những cái bài toán nào. Ví dụ đơn giản, ok, cho bài toán kiểu như trưa nay ăn gì chẳng hạn, mình hoàn toàn hay trả lời một cách đơn giản là ok, đi quán nào gần nhất đi rồi mình vô mình ăn, hoặc là mình nói theo kinh nghiệm là ok, tôi ăn hôm nay ăn đồ Việt Nam, hôm nay tôi ăn đồ Thái. Nhưng một cái data driven approach cho bài toán này như thế nào? Ví dụ như ok, mình pick objective đi, hôm nay mình muốn ăn nhanh hay là mình muốn ăn rẻ hay là mình muốn ăn ngon, đúng không? Mọi objective khác nhau nó sẽ cách mình approach khác nhau. Nhưng giờ mình muốn chọn là mình muốn ăn nhanh đi, vậy thì những cái yếu tố gì của việc mình chọn cái món mình ăn ảnh hưởng tới cái thời gian mình ăn nhanh hay chậm? Ví dụ như thứ nhất là cái location của cái quán đó, cái quán đó nó sẽ phải gần mình để mình đi ít tốn thời gian mình di chuyển vào, là một. Cái thứ hai là thời gian mà mình đầu bếp chuẩn bị món quán ăn nó có nhanh hay không, tại vì một cái quán có thể gần mình nhưng mà quán nó kiểu siêu đông luôn và đầu bếp lúc nào cũng kiểu đang tấp, rất là bận để mà chuẩn bị đồ ăn, thì gần như mình vẫn đỡ rất là lâu cái phần chuẩn bị. Hoặc là tới cái bước cuối cùng là ok, bản chất cái món đó mình có thể ăn được nhanh hay không, nhưng như mình muốn ăn nhanh sao mình gọi một tô cháo nóng, mình ngồi mình húp cả nửa tiếng đồng hồ mới xong thì nó cũng không nhanh nữa. Thế là ok, từ đó mình nhìn được ba yếu tố quan trọng. Thứ nhất là ok, cái quán ăn đó nó phải gần vị trí công ty của mình, và cái quán ăn đó sẽ phải có chuẩn bị đồ ăn nhanh, và những cái món họ phục vụ mình hoàn toàn có thể ăn được trong một khoảng thời gian ngắn để mình có thể bắt lại công ty mình làm việc tiếp. Thì đó là cái kỹ năng anh nghĩ nó sẽ khá là quan trọng cho những cái bạn mà gọi là đi đường dài trong cái ngành data này. Ừ, dạ. Thì hồi nãy bên cạnh những cái mà hồi nãy anh có chia sẻ về cái cách mà bạn ở trong ngành bạn cần phải quan sát này nọ để đạt được, gọi là để phát triển cái analytical thinking của mình, thì không biết là anh có thêm một cái gợi ý nào khác để cho các bạn có thể gọi là bắt đầu tiếp cận và rèn luyện cái kỹ năng analytical thinking? Anh nghĩ mình đọc sách, anh nghĩ cũng là một trong những cách nó khá là hay để giúp mình improve những cái analytical thinking. Tất nhiên mình đọc những cuốn sách liên quan tới kiểu khoa học non-fiction, chứ còn mình đọc sách về mặt kể chuyện thì anh nghĩ nó cũng sẽ khá là khó để mà improve những cái đồ lên. Và anh nghĩ nữa là một cái nữa là mình có thể đi quan sát những cái cuộc debate, những cái đồ trên mạng về những cái vấn đề mà kiểu kinh tế, vấn đề những cái đồ về xã hội.
giống như là hiện nay với cái sự trỗi dậy của AI chẳng hạn, thì nó sẽ có một cái debate rất là lớn là liệu AI sẽ giúp đỡ con người hay là AI sẽ kiểu phá hủy xã hội loài người. Thì việc mình ngồi mình đọc, mình quan sát những cái cuộc debate như vậy, nó cũng sẽ giúp mình kiểu improve được những cái kỹ năng về mặt kiểu thinking logical của mình và cả analytical thinking. Dạ ok, dạ rồi. Thì em xin hỏi câu tiếp theo là em nghĩ là anh Huy trong 7 năm làm việc á, chắc là đã tiếp cận được với rất nhiều bạn gọi là mới, khi mà mới bước chân vào ngành. Thì không biết là anh có nhìn thấy được những cái lỗi sai nào mà các bạn khi mà muốn apply vào ngành này hoặc là khi mà mới bắt đầu làm ngành này thường hay mắc phải hay không? Anh nghĩ thường một lỗi các bạn hay mắc phải là các bạn không tìm hiểu kỹ về cái yêu cầu công việc này cái đồ là gì. Tại anh nghĩ cái ngành, mặc dù cái ngành mình gọi chung gọi là data analyst này cái đồ chẳng hạn, nhưng mà hiện tại nó không có một cái gọi là well defined job scope tương ứng với cái tên gọi đó, mà nó kiểu nó rất là kiểu phụ thuộc vào cái nature của mỗi công ty này cái đồ là gì. Thì nhiều khi là mình apply cho những vị trí data thì anh nghĩ một phần là các bạn cũng sẽ gửi rất là nhiều CV rất là nhiều nơi, nhưng mà kiểu mình cũng nên kiểu do the homework, là mình kiểu đọc hiểu rất là kỹ những cái JD liên quan tới cái vị trí mà mình đang apply vào, cũng như cố gắng mình reach out, mình xin kinh nghiệm của những người làm việc thực tế trong cái công ty đó, để mình xem là những cái vị trí mà công ty đang tuyển liệu nó có phù hợp với cái skill set của mình đang có, cũng như cái long term career aspiration những cái đồ của các bạn những cái đồ hay không. Thì nghĩ đó là cái thứ nhất. Cho cái thứ hai nữa là anh nghĩ là trong quá trình các bạn học và tìm hiểu về cái ngành data này thì các bạn tập trung quá nhiều về cái phần gọi là technical. Nhưng mà như hồi nãy anh nói thì cái phần technical anh nghĩ là có thể kiểu learn on the job những cái đồ khá là dễ dàng. Nhưng những cái liên quan tới gọi là analytical thinking, cũng như là những cái hiểu biết của mình về cái ngành, định hướng lâu dài của mình trong ngành này cái đồ là gì, anh nghĩ nó cũng là một cái yếu tố nó quan trọng không kém, mà các bạn cũng nên dành thời gian tìm hiểu thay vì chỉ mình chỉ chăm mình ngồi mình học data, những cái kỹ năng mà technical liên quan tới data này cái đồ không thôi. Dạ ok. Thì đối với anh Huy thì anh nghĩ là đâu là những cái thử thách tương đối lớn đối với những bạn đang muốn apply vào ngành data? Anh nghĩ thử thách lớn nhất chắc là hiện tại cái ngành data của mình nó cũng khá là hot. Một phần anh nghĩ là anh nghĩ là cái barrier entry của cái ngành data của mình nó sẽ không cao như nhiều ngành khác. Như là giờ mình muốn đi làm ngân hàng, mình muốn đi làm marketing chẳng hạn, thì mình gần như là đều phải có đi học formal background hoặc là có kinh nghiệm làm việc những cái đồ tương đương. Nhưng mà cái data là cái nơi mà rất là nhiều những bạn kiểu trái ngành đều có thể thành công với cái ngành này. Thì nhiều khi các bạn ấy thành công, các bạn ấy chia sẻ những cái câu chuyện thì cũng thu hút được rất là nhiều những cái các bạn từ những ngành khác này kiểu apply vào. Cộng thêm những bạn kiểu cũng đã đi có cái background thích về data từ trước, cũng cũng hứng thú về cái ngành này, thì các bạn đổ vào những cái đồ rất là nhiều. Thì anh nghĩ cái sự cạnh tranh này kia nó cũng sẽ khá là cao trong cái ngành data ngay trong vòng kiểu 1-2 năm sắp tới. Là anh nghĩ cái challenge thứ nhất. Cái challenge thứ hai nữa là anh nghĩ là cái job scope và cái career path của những cái trong ngành data này nó cũng chưa clear. Thì mình cũng biết cái ngành data ở Việt Nam này là một cái ngành nó cũng khá là mới, thì gần như là mình cũng không có quá là nhiều bạn làm việc lâu năm trong ngành này, cũng như cũng không có nhiều công ty và có một cái phòng ban data này cái đồ đủ lớn để có thể kiểu build được một cái career path này cái đồ rõ ràng cho các bạn. Thì khi mà các bạn theo cái ngành data như vậy thì anh nghĩ nó cũng sẽ là một cái nghĩa, nó sẽ không thể nào mà có một cái guarantee path này cái đồ rõ ràng như khi các bạn theo những cái ngành truyền thống như là mình đi làm kiểm toán, hay là mình đi làm vào những cái tập đoàn, hay là mình làm management training này cái đồ chẳng hạn. Thì cái ngành data này sẽ không offer một cái kiểu guarantee path for the future. Nhưng anh nghĩ cái upside là mình sẽ có rất là nhiều những cái cơ hội, tại vì cái ngành technical và cái phần dữ liệu anh nghĩ nó sẽ càng ngày càng phát triển hơn, thôi chứ nó sẽ khá là khó mà để nó đi lùi được. Dạ ok. Nếu vậy thì hồi nãy là em vừa mới hỏi xong về những cái thử thách của những bạn muốn đi vào ngành này, còn những cái thử thách của những bạn mà đang làm trong ngành này rồi thì anh nghĩ đó là những cái gì? Anh nghĩ cái thử thách là mình sẽ cải thiện kỹ năng, những cái kỹ năng ngoài kỹ năng technical của mình như thế nào sau khi mình ở trong ngành một thời gian. Thì anh nghĩ là cái learning curve của những cái ngành tech này nó cũng sẽ gọi là để mà mình làm tròn vai thì nó sẽ không có quá steep, trừ khi một bạn muốn trở thành một data scientist hoặc là một kiểu machine learning engineer chẳng hạn, thì cái technical này cái độ rất là cao. Nhưng nếu một bạn chỉ muốn thuần là mình làm data analyst không thôi thì cái barrier về technical sau khi mình học, mình đi làm tầm khoảng tầm một năm này kia đồ, thì gần như những cái learning nó sẽ không còn quá nhiều nữa. Vậy thì quay lại lúc đó cái câu hỏi lớn nhất của mình là ok, vậy thì ngoài cái technical, cái competitive advantage của mình so với những bạn data analyst khác sẽ là gì? Thì cái tìm kiếm cái câu trả lời cho cái câu hỏi đó anh nghĩ sẽ là một trong những cái challenge lớn nhất cho các bạn mà đã làm trong ngành data được một khoảng thời gian rồi. Ví dụ như mình sẽ phải tập trung nhiều về cái mảng technical hơn, để thay vì là mình chỉ đơn thuần là extract data và summarize đơn giản, mình phải chạy được những cái machine learning model, mình phải chạy được những cái statistical model chẳng hạn,
hoặc là một bạn kiểu giỏi về kiểu communication và business hơn, hay đi theo hướng, những cái hướng tự nhiên là consultant này kia đâu, mình dùng những cái framework business, mình dùng những cái kỹ năng communicate, mình có cái partnership nó strong hơn với phía partner để mà mình làm những cái dự án, mình lấy những cái dự án gì mình làm nhiều hơn, thì anh nghe sẽ có rất là nhiều những cái part này kia đồ khác nhau, và các bạn sẽ phải tìm ra cái để mình phù hợp. Dạ ok, dạ rồi, nếu vậy thì đối với anh thì với một bạn mà hoàn toàn chưa từng có kinh nghiệm làm dữ liệu á, thì nếu mà anh là một hiring manager, anh nhìn vào hồ sơ của bạn thì anh sẽ đánh giá bạn dựa vào đâu, và liệu có cái điểm nào bạn có thể làm để khiến anh ấn tượng với hồ sơ của bạn hay không? Thì anh nghĩ với một bạn mà gần như chưa có kinh nghiệm đi làm về mặt data, anh nghĩ sẽ có hai thứ mà anh tập trung nhiều nhất. Thứ nhất là anh nghĩ là bạn phải show được cái commitment của bạn với cái ngành data này bằng việc bạn ấy dành rất là nhiều thời gian nghiên cứu về ngành, đọc sách, học những khóa học về cái đồ chẳng hạn, và có một cái hiểu biết tốt về cái ngành data, giống như là ok, vai trò của một team data trong một cái công ty là gì, và sự khác biệt với một bạn data chỉ làm tốt, hoàn thành tốt công việc, là một bạn, và với một bạn data thực sự xuất sắc. Cái thứ hai nữa là bạn ấy thực sự gọi là kiểu gọi là go all in với cái ngành này, thay vì giải trích nó như là một cái gọi là một, trong các option, trong rất nhiều option khác thôi. Và một phần nữa là nghĩa là cái phần là bạn phải là một cái fast learner hay không, bởi vì khi là một bạn mà mình fresh thì mình chắc chắn nó sẽ phải, mình phải hỗ trợ các bạn học lại từ đầu rồi, và nếu mà bạn có khả năng kiểu học tập nhanh thì anh nghĩ nó cũng sẽ là một cái plus point. Dạ vậy là bạn đâu đó phải chứng minh được hai chuyện, thứ nhất là commitment của bạn và cái việc mà bạn đã tìm hiểu về cái ngành data này, cái thứ hai là bạn là một người học nhanh để bạn có thể ramp up kịp thời với lại những cái đòi hỏi từ phía công ty. Thì không biết là cái đó là về mặt high level, còn nếu mà anh nhìn vào cái hồ sơ thì không biết anh có những cái ví dụ hoặc những cái dẫn chứng nào để anh có thể pick up được là bạn này có cái commitment hoặc là bạn này có cái khả năng học nhanh. Thì thường thì trong CV thì anh nghĩ sẽ không, anh sẽ nhìn vào xem là những cái khóa học liên quan tới cái ngành data và bạn ấy bỏ thời gian qua học. Tại anh có một người học online khá là nhiều, thì khi anh nhìn vào anh sẽ biết được là cái lượng effort này kia được nó bỏ ra. Anh biết những cái khóa ví dụ như những khóa học data camp này được chẳng hạn thì thường sẽ được hoàn thành trong thời gian khá là nhanh, dù mình chỉ cần ngồi một buổi này kia mình không hoàn thành được. Nhưng những cái khóa học này kia được như là bên EDX này kia được chẳng hạn thì thường sẽ take a lot of time, như là mình sẽ phải tầm 2-3 tháng này kia được mới xong. Thì một bạn mà có những cái khóa học mà kiểu gần cái độ khó cao này mà gần như cần rất nhiều thời gian để có thể hoàn thành được, thì anh nghĩ là cũng là một cái good signal để mà biết là ồ, thật sự là kiểu học rất là nhiều, dành rất là nhiều công sức cho cái ngành data này. Dạ ok, dạ rồi, vậy thì không biết là quan điểm của anh Huy như thế nào về portfolio của một bạn, tức là anh có cảm thấy cái đó là một cái mà anh sẽ tham khảo nhiều và anh có cảm thấy nó quan trọng hay không? Riêng anh thì anh không quá coi trọng cái phần portfolio lắm, mà anh sẽ tại vì thường portfolio anh nghĩ nó sẽ show về những cái kỹ năng về mặt kỹ năng technical này kia được của mọi người này kia được nhiều hơn, và những thường những kỹ năng technical đó thì do anh nghĩ đặc thù mỗi công ty sẽ khác nhau, thì thường các công ty sẽ có những cái bài test riêng của mình cho về mặt technical, và thường mình sẽ có thể kiểu đánh giá được kỹ năng đó thông qua những cái bài test đó. Còn cái phần portfolio nó còn lại thì về những cái phần như là thinking này kia rồi, mình sẽ kiểu anh nghĩ là cái face to face interview nó sẽ giúp mình trả lời câu hỏi đó tốt hơn. Dạ ok, vậy đó thì portfolio nó cũng chỉ quay về cái câu chuyện là chứng minh là bạn có commitment và có cái quá trình học hỏi nhanh hay không. Dạ ok, dạ rồi, thì chắc là một trong những câu hỏi cuối cùng của em là câu hỏi phỏng vấn yêu thích của anh Huy cho những bạn ứng tuyển là gì và tại sao anh thích câu đó? Anh nghĩ cái câu hỏi thích của anh lúc nào cũng sẽ là ok, theo em điều gì làm nên sự khác biệt giữa một bạn data analyst chỉ làm ròng vai và một bạn data analyst gọi là thực sự xuất sắc trong công việc đó. Anh có thể chia sẻ luôn một tí cái hướng mà anh đang tìm kiếm trong cái câu đó không? Cái này thì anh sẽ để các bạn ấy bạn tự tìm hiểu. Tại thường anh cũng sẽ không có một. Dạ ok. Anh còn một câu hỏi phỏng vấn nào khác mà anh tương đối yêu thích và anh có thể chia sẻ là anh tìm kiếm điều gì từ những cái câu hỏi phỏng vấn đó hay không? Thường thì anh sẽ hỏi về những cái case interview này kia đồ nhiều hơn, thì anh cũng muốn xem cái khả năng ứng biến cũng như khả năng tư duy của các bạn. Thì nó cũng sẽ không gọi là một câu hỏi, mà anh sẽ thường dựa vào những cái background làm việc của các bạn, anh sẽ hỏi một cái case, anh sẽ nghĩ một cái case tương ứng với cái background của các bạn, xong anh hỏi để xem các bạn cái tư duy như thế nào. Dạ ok, vậy là cũng đâu đó cũng tạo ra những cái lợi thế nhất định cho các bạn đối với lại cái hiểu biết của các bạn trong cái ngành mà bạn đã có sẵn. Dạ ok, thì chắc câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi khép lại buổi interview ngày hôm nay, buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thì em cảm ơn anh Huy rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những insight rất là quý giá.
Và đó cũng là kết thúc của ngày hôm nay, thì xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe.